tea has been running like a waterfall. Thought the stars would never let you down. And you keep on thinking you could save yourself. But that's love, that's just love. What's up guys, welcome back to my channel. Chào mừng mọi người trở lại với channel của mình. Thì đã lâu mình không có làm video hay là vlog gì, tại vì mấy bữa nay mình gọi là một phần là mình không có idea gì mới, không có gì thú vị hết nên mình cũng không có làm. Phần thứ hai là mình cũng hơi lười nên bởi vậy không có làm video cho mọi người. Thì hôm nay như mọi người cũng đã thấy thì mình đang ở một nơi rất là khác biệt, một nơi rất là lạnh và buốt. Thì đây là mình đang ở trên gần Tahoe. Thì chỗ này gọi là Boreal Resort, nghĩa là khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng Boreal. Thì tại sao hôm nay mình ở đây? Là hôm nay mình đi trực tuyết với mấy đứa em mình và mấy đứa bạn của em mình. Thì như mỗi năm mình đều cố gắng là một năm ít nhất là một lần để đi chơi trực tuyết. Bởi vì đầu tiên là tại vì chỗ này nó rất là xa nhà, khoảng 3 tiếng lái xe. Và phần thứ hai là cái vé để đi chơi nó cũng giá nó không được mềm cho lắm, nên nói chung mỗi năm chỉ đi khoảng 1-2 lần. Mặc dù mình rất muốn đi nhiều hơn nhưng mà nói chung là túi tiền nó không cho phép và thời gian nó cũng không cho phép, nên mỗi năm mình chỉ được đi 1-2 lần thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị, nên mình sẽ chuẩn bị xong rồi mình sẽ nói chuyện với mọi người sau. You should know some things will hurt. Thì bây giờ anh em tụi mình đã chuẩn bị đồ xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi vô và chơi thôi nào. Ok, đi vô nào. Thought the stars would never let you down. And you keep on thinking you could save yourself. But that's love. Ok, thì mọi người đây là những cái chỗ để trượt ván đây. Thì ở đây nó có những tầng cấp khác nhau. Chỗ bên trái này là cho những người mới tập chơi hoặc là những người đi chưa biết đi rành thì sẽ đi đó. Còn bên phải này là lên cao hơn. Thì đây nó cũng có nhiều tầng cấp từ level thấp và tới level cao. Ai biết chơi ít hoặc là không biết chơi thì có thể tập ở ngay chỗ này. Còn ai biết chơi mà giỏi thì đi lên cao hơn. Thì trên đó nó có nhiều, nói chung là nguyên cái khu đồ này là nó vòng vòng hết đó. Thì lên trên trễ này đi vòng vòng là nó cũng xuống tới đây à. Thì đó. Thì hôm nay chắc anh em tụi mình sẽ đi lên cái này đầu tiên. Để cái này cũng cả năm rồi nên chưa đi, thì lên đó để cái là ôn lại bài đó. Thì mình sẽ đi lên cái đó, chỗ đó trước. Ok, thì giờ chuẩn bị lên đây. Every time you feel the walls are closing in and it seems like nothing makes it better, you should try to remember that's just how it is when it comes to life, comes to love. Coming down on you, you have to move on. Deal with your broken heart.
thì từ mình mới xuống đây, cái chỗ xuống là ngay đây. Đó, mọi người thấy. Đó. Thì tự nhiên lúc nãy đang quay cái hệ pin, nên bây giờ mình phải quay lại cho mọi người coi. Giờ mình sẽ đi xuống. Let's hit the slopes. Let's go. As the kids would say it. But that's love. That's just love. You should know some things will hurt. Ok, thì nãy giờ là mình đi dưới kia, bây giờ mình sẽ đi lên trên phía trên này. Đấy. Thì trên này nó cao hơn. Thì bây giờ mình sẽ đi lên đây và quay cho mọi người coi. Trên này gọi là đây là trên đỉnh của chỗ này rồi. Thì lên đó mình sẽ quay toàn cảnh cho mọi người coi nhé. Chỗ này là khung cảnh rất là đẹp. Mà ước gì giờ có lòng bì uống hơi sướng à. Nói có liền. Quá ngon, quá sướng, quá sướng. Còn gì bằng nữa. Cuộc sống chỉ có chừng này thôi. So your tears been running like a waterfall. Thought the stars would never let you down. And you keep on thinking you could save yourself. But that's love, that's just love. You should know some things will hurt. Again, even if you don't know when, and it feels
broken heart. No matter what you think, you'll never ever get enough of love. Ở đây nó có cho trực tiếp buổi tối nữa nè, nên bởi vậy nó đèn gì nó lên. Thì giờ khoảng 4:30 gần 5 giờ rồi. Thì giờ mặt trời chuẩn bị xuống thì đèn nó lên để chơi buổi tối. Nên chỗ này mở cửa từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối lại. Nên ai muốn đi tối thì vẫn có thể đi được. Mọi người thấy không? Quá trời đẹp luôn, thấy không? Quá trời là đẹp. Đó. Phố lên đèn là em lên đồ đi chơi trượt tuyết. Đâu mới mở thêm bên này nữa nè. Đó. Chung là hơi bị phê. Ok mọi người, thì bây giờ cũng đã đến giờ đi về rồi. Như hôm nãy mình nói là chỗ này nó mở tới 9 giờ tối, nhưng mà tại vì anh em mình phải chạy về 3 tiếng nữa nên không đủ sức. Sáng đó thức dậy sớm chạy 3 tiếng tới đây rồi, nên bây giờ nói chung là không có còn đủ sức để gọi là ở lại chơi rồi tí nó lái về nữa là chắc chết luôn á. Ok, thì hôm nay là ngày 30 Tết, thứ 6 30 Tết, thì mình cũng tiện thể đây mình cũng xin chúc tất cả mọi người một năm mới thật là an lành, sức khỏe dồi dào, sức khỏe dồi dào làm ăn phát đạt và vạn sự như ý. Và nói chung là ai ai cũng được vui tươi và hạnh phúc. Đó. Ok, thì cái gì mình sẽ gặp mọi người sau. Ok, peace.